Hiện nay mình đang dùng Internet rất hiệu quả, nhưng mới hiệu quả một phần nhỏ thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái sơ đồ thật nhanh. Sơ đồ này rất là hữu ích cho chị Loan khi mà ra mắt một cái sản phẩm mới. 33 sản phẩm rất tuyệt, nhưng hoàn toàn có thể có nhiều sản phẩm hơn. À, đây là cái ký hiệu của cái video nhé, tôi vẽ nó không rõ, anh chị có thể ký hiệu là cái video. Rồi, ba cái hình, một cái hình ở bên trên, hình vũ nhật, hình chữ nhật bên dưới, ở giữa có ba cái video. Một số người đã từng biết đến cái thuật ngữ có tên gọi là landing page. Như cái này là một cái page, nó rất đơn giản, nó gọi là một cái landing page. Ở trên này có cái dòng mô tả gì đấy. Bên này có một cái ô là để điền email vào đây. Và bên dưới này có thể là có họ và tên. Và sau đó có một cái nút bấm là nút đăng ký. Nó rất đơn giản. À, cái web này các bạn có thể tự làm, có thể nhờ người khác làm. Rất dễ làm. Tí nữa tôi sẽ cho các anh chị các công cụ để chúng ta làm nó. Bên dưới này mới là trang bán hàng. Trang bán hàng ở đây. Thế thì chúng ta có rất là nhiều các cái sản phẩm bán hàng khác nhau. Cho nên bên dưới này ta sẽ có nhiều cái trang bán hàng khác nhau. 33 sản phẩm, 35 sản phẩm đó là 35 trang bán hàng khác nhau. Nó có thể là chạy trên Facebook page, nó có thể chạy trên Shopify, nó có thể chạy trên rất nhiều công cụ bán hàng khác. Bạn có thể tự lập ra. Điều quan trọng nhất ở đây là hầu hết mọi người đang chạy Facebook quảng cáo. Chúng ta thấy rằng là Facebook quảng cáo nằm ở đây. Tôi sẽ cho các chị thấy điều sức mạnh của Facebook Ads khi chúng ta làm. À, Facebook Ads hiện nay chúng ta đang chạy là post. Có thể là post, là page, là link. Sau đó chúng ta chạy vào trang bán hàng luôn. Cái cách cũ của các anh chị là bỏ qua tất cả cái đoạn giữa này. Chúng ta chạy thẳng vào trang bán hàng luôn. Đây là cách cũ. Đó là chúng ta phi thẳng vào đây. Điều này không có sai, nhưng chúng ta đã bị mất đi một lượng khách hàng rất lớn, cho nên cái chi phí quảng cáo, hiện nay cái hoa hồng mà công ty trả chúng ta đôi khi không đủ để chạy quảng cáo. Vì thế mà chúng ta ngại chạy quảng cáo. Đừng yên tâm, đừng lo lắng, nếu có cái điều gì mà các chị không hiểu đây, tí tôi sẽ chỉ cho các chị biết. Tất cả Facebook quảng cáo chúng ta sẽ dồn sang cái trang landing page đầu tiên này, cái trang web đầu tiên này. Trang web rất đơn giản. Chúng ta có thể chạy Google quảng cáo. Một số anh chị ở đây đang chạy Google quảng cáo hoặc nhờ người khác chạy, không có vấn đề gì hết. Chúng ta chạy vào đây. Chúng ta có bài viết từ blog của chúng ta. Chúng ta có bài viết blog, chúng ta chạy vào đây. Có một số người chạy livestream để bán hàng trực tiếp. Không cần. Livestream chúng ta cho vào đây luôn cho tôi. Tí nữa tôi sẽ cho các anh chị công cụ livestream. Làm rất đơn giản và rất dễ làm. Livestream chúng ta cũng cho nó vào đây. Và tất cả những nguồn khách khác, nêm các, tất cả ta cho hết vào đây. Tất cả cho hết vào đây hết. Sau khi họ vào đây rồi, họ sẽ điền email vào đây. Thông thường là người ta bán hàng luôn ở đây. Giờ các chị đừng có bán hàng gì hết. Mục tiêu của chúng ta không phải là bán hàng. Mục tiêu của chúng ta theo thuật ngữ như sau. Đầu tiên là họ đến đây, họ nhìn thấy ta, họ biết chúng ta đã. Đầu tiên bán hàng của chúng ta là họ biết. Hãy làm cho mọi người biết. Đó là cách mà chúng ta đang làm ở tầng trên cùng này. Tất cả những phía trên này là làm cho họ biết. Giai đoạn ở giữa này làm cho họ thích mình. Giống như tôi đã nói với các chị lúc nãy, hãy làm cho mọi người yêu quý mình. Thích. Từ biết đến thích. Và sau đó chúng ta đến một cái quy trình thứ hai, là làm cho họ tin cậy mình. Họ làm cho họ tin cậy mình. Và cuối cùng chúng ta mới bán hàng cho họ, hoặc mới tuyển đại lý. Thì tùy theo cách mà chúng ta làm ở đây. Đó là có thể bán hàng, có thể tuyển đại lý, có thể làm bất kỳ điều gì.
biết, rồi đến thích, sau đó mới đến tin cậy, và cuối cùng ta mới bán hàng. Không bán cho người lạ ở đây, cái lý do mà chúng ta bán hàng cho người lạ ở đây, nó sẽ có cái tỷ lệ chuyển đổi thấp, làm tốn tiền của chúng ta. Ở đây là hệ thống email marketing. Hãy đưa họ vào một cái danh sách trước. Tôi lấy ví dụ, làm thế nào để cho họ đăng ký vào cái phễu nào của chúng ta. Hôm nay chúng ta làm cái sản phẩm là làm trắng. Hôm nay chúng ta có kiến thức. Bác sĩ Trang từ Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trang nói rằng là có 3 loại da: da dầu, da khô và da hỗn hợp. Và tất cả những người đang có mụn cá đều là những người có da gì, các chị còn nhớ không? Da dầu hoặc da hỗn hợp. Hỗn hợp, da hỗn hợp thì thường có biểu hiện như thế nào ạ? Trán, mũi có dầu, má làm sao ạ? Má khô, đúng rồi. Thế người da khô thì tại sao họ lại bị khô da? Vì họ ít dầu cho nên nước tiết ra lớn hơn so với người bình thường, cho nên da của họ bị khô. Tất cả những kiến thức đó được gọi là kiến thức của các chuyên gia. Và khi chúng ta sử dụng kiến thức chuyên gia đó mà ta đưa lên Facebook thì chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được đối tượng khách hàng của chúng ta cả. Bao nhiêu trong số các chị đã từng đưa kiến thức chuyên gia lên Facebook của mình rồi? Không có like nào cả. Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây? Hãy chú ý sau đây 3 điều quan trọng và chúng ta sẽ dẫn dắt. Chúng ta hôm nay tôi đến đây tôi nghe bác sĩ là bởi vì tôi đang là da hỗn hợp. Trán của tôi có vấn đề, mũi của tôi có vấn đề, nhưng mà má tôi cũng có vấn đề vì khô. Nhưng mà trán, ngoài ra hôm nay tôi học được bài học rất là quan trọng từ chuyên gia. Đó là tôi không quan tâm tới việc bảo vệ da. Tôi chỉ quan tâm đến mỗi cái da mặt thôi. Nhưng mà da tay không có quan tâm bảo vệ. Nhân da của tôi bị cháy nắng, bị cháy thường xuyên, bị cháy này. Cứ mỗi một ngày nào tập nặng từ ngoài trời là sẽ bị cháy. Và như vậy thì tôi sẽ chia sẻ câu chuyện. Ở đây tôi sẽ chia sẻ câu chuyện là tại sao chúng ta phải bảo vệ da. Tôi lấy cái video đầu tiên, tại sao phải bảo vệ da. Tại sao phải bảo vệ da? Tôi sẽ nói về những cái điều mà tại sao tôi phải bảo vệ da. Và như vậy, tại sao lại có mụn cá? Chúng ta lấy ví dụ như chúng ta bán một cái sản phẩm chữa mụn, thì chúng ta nói rằng là tại sao phải có mụn và tại sao phải khắc phục mụn. Tại sao lại có mụn? Tại sao có mụn chị nhớ không ạ? Vì có dầu và không làm vệ sinh được dầu. Cho nên chúng ta nói là tại sao? Ví dụ như nói về cái sản phẩm bảo vệ da, thì chúng ta sẽ nói là tại sao phải bảo vệ da. Rồi tia UV ảnh hưởng thế nào đến da, gây ung thư thế nào. Cho nên ở đây chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm để nói về cái này. Sau khi mà họ xem cái sản phẩm này rồi, thì cái đến cái thứ hai, đó là chúng ta nói về cái việc là làm thế nào để, hôm ấy cô MC, cô Lan cô ấy hỏi là làm thế nào thì để có thể làm được điều này, làm thế nào thì để làm được cái điều kia. Ở trong cái media thứ hai này, có thể là video, có thể là blog, có thể là email, có thể là post Facebook. Chúng ta sẽ nói về cái việc là làm thế nào để chống da có thể bị cháy nắng, làm thế nào để chữa được mụn. Rất đơn giản thôi, bạn có thể làm cái video là làm thế nào để rửa mặt cho đúng cách. Một cách rất đơn giản là rửa mặt cho đúng cách là chúng ta rửa dưới vòi nước bằng nước sạch và sau đó thấm lại bằng khăn bông. Một trong những cách rửa mặt sai lầm nhất của mọi người đang thường làm ngoài kia là rửa đúng ướt khăn và rửa mặt. Có ai đang dùng đúng ướt khăn và rửa mặt ở đây không? Có ai ở đây đang rửa mặt mà bằng dưới vòi nước ở đây? Ai đang hàng ngày rửa mặt dưới vòi nước? À đúng rồi. Như vậy thì bạn có thể làm cái video thứ hai là chia sẻ về cách làm thế nào để rửa mặt đúng cách cho da dầu, làm thế nào để rửa mặt đúng cách cho da khô, làm thế nào để có thể làm cho da của mình sáng hơn. Như vậy thì làm thế nào? Và trong cái video thứ hai làm thế nào này, bạn có thể đưa vào đó một cái dẫn chứng cụ thể, một cái vụ việc nào mà bạn đang chăm sóc khách hàng của mình. Như vậy ở đây nếu mà chúng ta đưa sai thứ tự thì chúng ta sẽ không lọc được bộ lọc khách hàng. Cái video thứ ba này chúng ta mới nói đến cái gì? Lúc này chúng ta mới cho xuất hiện các sản phẩm của Leonale ở đây. Cái gì? Mỗi một cái hệ thống như thế này chúng ta chỉ dẫn một khách hàng thôi, một loại khách hàng thôi. Cái gì ở đây? Ví dụ như ở trên này ta nói về trắng thì lúc này ta mới đưa cái Leona trắng vào đây. Ở trên này về dưỡng da thì ở đây là Leona dưỡng da. Ở chỗ này là trị mụn thì ở đây là trị mụn. Ở chỗ này là bảo vệ chống nắng thì ở đây là bảo vệ chống nắng. Như vậy chú ý cái điều quan trọng sau đây. Ngay từ việc khách hàng vào đây đã là cái bộ lọc quan tâm. Chị em mình thường là có rất nhiều người ở đây chúng ta không làm.
nhưng ở ngoài kia có một số người làm là gọi điện thoại cho bất kỳ người nào bán bất kỳ cái gì. Điều này gây ra cái tỷ lệ chuyển đổi không cao. Với cái hệ thống bán hàng này, hiện nay tỷ lệ chuyển đổi của chúng tôi đang là 80%. Tỷ lệ chuyển đổi 80%, 10 cuộc điện thoại thì 8 người mua hàng. Mà giá sản phẩm của chúng tôi không rẻ. Giá sản phẩm của chúng tôi đều xấp xỉ là khoảng xấp xỉ 10 triệu đồng. Thì các chị thấy rằng là đây là một hệ thống bán hàng rất là thông minh. Và làm thế nào để cho mọi người làm thế này? Chú ý, chỉ khi nào người ta vào đây mới được xem cái video này. Chỉ khi nào xem xong video này mới được xem video này. Chỉ khi nào xem xong video này mới được xem video này. Chỉ khi nào xem xong video này tôi mới bán hàng. Như vậy toàn bộ quy trình chăm sóc của Leonard Lê đã được chạy thông qua những cái video này. Và bạn là người tự làm. Lúc này tôi thấy có cả, và hiện nay vẫn có một số người đang livestream. Chúng ta đang livestream thế này. Livestream này người ta vào một cái, người ta ra luôn. Người ta sẽ không có xem. Cho nên ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ đo lường. Các bạn có thể xem. Tôi sẽ nói một cái điều, một cái công cụ để các bạn có thể làm được ngay cái này. Các bạn có muốn có công cụ không? Có, chỉ cần ghi từ khóa xong mình về mình tìm cái ông nào làm cho mình là được. Ông ấy nhìn cái sơ đồ này của tôi là hiểu ngay. Cái công cụ để làm đầu tiên đó là email marketing. Đó là chúng ta nhắc, chúng ta xem những ai đã xem cái video số 1, đã click vào đường link video số 1 thì mới gửi. Cái công cụ thứ hai, các chị đều biết đấy, đó là Google, là Facebook. Facebook Pixel, ghi đúng từ này về Google cái là ra. Facebook Pixel. Facebook Pixel cho phép chúng ta phát hiện ai đã xem cái gì. Chúng ta chỉ quảng cáo, hiện nay Facebook rất thông minh. Bạn hiện nay bạn đang quảng cáo cho phụ nữ này ở Hà Nội này, trong lứa tuổi từ bao nhiêu đến đây này, và đang thích cái gì đúng không ạ? Có ai đang chạy Facebook như vậy không? Có ai đang quảng cáo Facebook như vậy không? Giơ tay tôi biết là có ai đang chạy quảng cáo Facebook, giơ tay. À đúng rồi. Quảng cáo Facebook như vậy thì cũng được, nhưng mà không đem lại hiệu quả. Vậy thì chúng ta quảng cáo Facebook vào cái video. Giúp tôi là đừng quảng cáo vào toàn bộ cái trang của chúng ta, mà quảng cáo vào video số 1. Chỉ những người nào xem cái video số 1 thì chạy quảng cáo cho video số 2. Chỉ những người xem video số 2 quảng cáo cho video số 3. Chỉ những người xem cái video số 3 thì mới cho chạy vào phần post bán hàng. Chỉ những người quan tâm đến bán hàng thì ta mới gọi điện thoại. Đấy là cách chúng ta làm. Tôi nói ví dụ cụ thể Facebook ở đây. Đây là cái sơ đồ tổng nhá. Thêm cái nữa đi. Google. Thêm cái nữa là Google. Google Analytics. Để ta phân tích. Tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta làm thế này. Đây là sơ đồ tổng thể. Bây giờ ta sẽ sang với sơ đồ thứ hai là sơ đồ cho Facebook. Thứ nhất là bạn sẽ dùng Facebook Page. Không dùng Facebook cá nhân. Tại sao chúng ta lại dùng Facebook Page? Bởi vì đến lúc các bạn sẽ làm việc, các bạn sẽ cần thuê người làm việc cùng với mình. Bạn không thể tự mình mang Facebook của mình chia sẻ với bạn được. Lý do thứ nhất đó là chúng ta xây dựng đội nhóm để làm việc cùng với nhau. Mình không biết phần nào, mình nhờ chuyên gia phần đấy. Cái điều thứ hai là Facebook thì chả page chúng ta quảng cáo được. Như vậy là tôi có hai điều quan trọng. Thứ nhất là chúng ta xây dựng được đội nhóm, team. Team. Cái điều thứ hai là bạn có được cái quảng cáo. Ad. Cái quảng cáo. Còn nếu mà không dùng Facebook page, bạn không làm được điều này. Như vậy thì tôi thấy là một số chị đang bán hàng trên Facebook cá nhân cứ làm, nhưng mà chúng ta chỉ bán được ít thôi. Còn muốn bán được nhiều thì phải có đội nhóm, mỗi người sẽ phụ trách người quảng cáo, người viết content. Chúng ta sẽ có 4 bài viết khác nhau, 4 cái post khác nhau, hoặc 4 cái video khác nhau, 4 post hoặc là 4 cái video tùy theo chúng ta làm. Giả sử bây giờ ai đưa tôi một cái sản phẩm gì đây, tôi bán luôn cho. Lấy ví dụ một cái sản phẩm, ai biết một cái sản phẩm nào? Ai biết một cái sản phẩm gì? Đại lý, không phải nhà Leona Lê. Đại lý, tôi làm cho đại lý. Đại lý nào sẵn sàng muốn bán một sản phẩm thì tôi làm luôn cho. Mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên, vâng, xin mời chị áo trắng ở hàng thứ 3 đây này, thứ 4 này, đứng lên. Em muốn đó là cái sản phẩm, hôm nay muốn nói thầy đó là sản phẩm tắm trắng của Leona Lê. Sản phẩm giá bao tiền? Sản phẩm này có mức giá là 550. Phân khúc thị trường là 550. Ok, 550.000. Bán như thế thì họ dùng được trong bao lâu? Dùng được trong khoảng 3 lần. Nếu mà như mà da bình thường, da người nhỏ không phải là to thì mình sử dụng được 3 lần. Còn người bình thường to với cái người mà nói thì sử dụng được 2 lần. Dùng mấy lần thì trắng được như em?
tùy vào đen như tôi, trắng như em dùng mấy lần? đen như em thì xài khoảng 3 set thì sẽ được bật tông chữ lên. Rưỡi và trắng được và đúng xài nhỉ? Thêm kem body nữa thì lên tông thì nó sáng lên. Đúng rồi, thế bây giờ mình bôi vào da như thế nào thì nó trắng? Bôi vào da phủ kín toàn thân, tắm ủ lên khoảng 30 phút, xem mình tắm lên xong ủ lên 30 phút, xong rồi xài kem dưỡng của Leona sau đó lên thì nó đại sẽ... khái dùng như lotion đúng không? Sau khi tắm thì bôi lên da, sau khi bôi xong 30 phút thì bôi dưỡng da. Đúng rồi. Sau 3 lần như thế thì da được cải thiện. Và nếu mà nhỏ con thì một lọ là đủ, to con thì nhiều hơn. Thế có đúng không? Nếu mà sai chỗ nào thì chỉnh để tôi viết content bây giờ. Có chỗ nào cần thông tin thêm về sản phẩm này không? Rồi, thế bây giờ đặc tính của sản phẩm, cấu tạo, lúc ấy có một người hỏi đấy, cấu tạo của nó gồm những chất gì ở trong đấy? Có không? Chưa có, được rồi. Thế thì nó có, bây giờ không biết cái cấu tạo của nó không sao, không bán hàng không cần cấu tạo. Cái điều thứ hai là lợi ích của nó thì nó đem lại điều gì? Làm cho da của khách hàng sáng lên. Sáng lên. Tại sao họ lại cần sáng lên? Vì sáng lên thì sẽ tự tin hơn trong giao tiếp. Rồi, gì nữa? Đẹp hơn. Thế những người da mà không sáng thì họ có tự tin không? Đương nhiên là sẽ không tự tin rồi ạ. À, có đúng không nhỉ? Bao nhiêu trong số các chị phụ nữ ở đây đồng ý với tôi rằng là da sáng thì tự tin? Ai thấy rằng là da không cần sáng cũng tự tin? Em có ai không? Vẫn có một nửa, 50-50. Ok, được rồi, da sáng là một đặc tính. Còn ngoài ra còn đặc tính gì nữa? Da sáng thì tự tin. Sáng thì sáng lên, đẹp hơn thì chồng đẹp. Sẽ yêu nhiều hơn. Không đi ngoại tình. Hay quá. Rồi, một là tự tin. Tôi nói về cái sản phẩm có tên gọi là sáng da này. Ban tổ chức giúp tôi báo cho tôi biết là 15 phút trước khi hết giờ. Sáng da đem lại hai cái điều. Điều đầu tiên là sự tự tin. Điều thứ hai rất tuyệt vời là chồng không ngoại tình. Ok, rất tuyệt vời, yêu thương hơn. Tiếp tục. Dễ mặc đồ nữa. Dễ mặc quần áo. Dễ phối đồ, dễ mặc. Dễ mặc quần áo. Rồi, lựa đồ. Tiếp, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Bây giờ ai có thể gợi ý cho chị được không? Còn cái gì nữa? Sáng lên thì để làm, đem lại cái lợi ích thì nói to lên em. Cứ nói trắng rồi, trắng thì để làm gì? Trẻ hơn. À, trẻ hơn, đúng rồi. Tự tin hơn này, trẻ hơn này, hay quá, đúng rồi. Nữa? An toàn thì không biết. Tại vì mình cứ để yên da mình cũng an toàn mà. Rồi, khỏe da khỏe hơn. Nếu mà mình có cái phần dưỡng da ấy, sau trắng ấy. Gì nữa? Đẹp hơn. Rồi, rất tuyệt vời. Dành cho chị em chàng một tay thật lớn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thank you. Và như vậy các anh chị giúp tôi điều sau đây. Bí quyết của trò chơi bán hàng trên Facebook hay ở đâu, nó gồm có 6 thứ sau đây. Và 6 cái thứ này nó sẽ xuyên suốt tất cả các sản phẩm. Điều quan trọng nhất là bạn phải xác định chính xác được nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm, hãy chú ý điều sau đây. Khách hàng không cần Leona Lê, khách hàng không cần tắm trắng. Khách hàng cần giải quyết được nhu cầu của họ. Và 6 cái loại nhu cầu sau đây bạn cần phải nhớ, để khi chúng ta viết quảng cáo thì giải quyết 6 cái loại nhu cầu này. Nhu cầu 1, dễ cực, đó là sự sống. Đó là nhu cầu để phục vụ cuộc sống của họ. Đó là được ăn, được uống, được thở, được khỏe mạnh. Có một thứ nữa rất quan trọng trong cuộc sống, sau này lớn hơn thì hiểu, đó là được làm tình. Đó là nhu cầu bản năng tối thiểu của loài người, gọi là nhu cầu về sự sống. Thiếu cái đấy thì nó không tốt. Cho nên Leona Lê giúp gì cho sự sống của họ? Một số người nói rằng là da khỏe hơn. Một số người nói là bảo vệ da chống lão hóa. Cái từ khóa lúc nãy của bác sĩ ấy, Trang ấy, là chống lão hóa, tức anti-aging. Những người mà da như tôi không có lớp phủ thì da sẽ bị già và chết sớm. Như vậy Leona Lê giúp cho họ sống lâu như thế nào thì chúng ta đưa vào đây. Đây là loại nhu cầu đầu tiên mà ai cũng cần. Nhu cầu thứ hai, đó là nhu cầu có tiền bạc. Nhu cầu vì tiền. Dùng sản phẩm này mà ra tiền thì người ta sẽ dùng. Ví dụ như chị em công sở, sếp yêu hơn, nâng cao chức lên hơn. Người đi bán hàng, kinh doanh
nhờ đó mà hấp dẫn hơn, cho nên kiếm được nhiều tiền hơn. Và nói chung chúng ta cứ làm gì đó cho sản phẩm Leonale giúp cho cuộc sống của họ có nhiều tiền hơn thì ta viết vào. Như vậy mỗi một người chúng ta ở đây sẽ có một cách viết khác nhau. Một trong những cách làm mà ở ngoài kia người ta không biết công thức này, thì khi người ta viết quảng cáo người ta có xu hướng gì các chị nhớ không? Người ta copy luôn quảng cáo của thằng bên cạnh. Và khi cái thằng đi sau mà chạy quảng cáo của thằng đi trước ấy, thì thằng sau nó cũng phải trả tiền nhiều hơn. Cho nên ở đây cái điều thứ hai chúng ta tha hồ sáng tạo ra, cái điều thứ hai là về tiền. Nhân viên công sở, ta target, ví dụ như ta target quảng cáo là vào nhân viên công sở thì ta sẽ nói là họ là được thăng tiến hơn trong công việc. Nhưng mà khi ta bán hàng cho sếp thì ta nói rằng là được mọi người xung quanh mình yêu quý hơn. Rồi, cái nhu cầu thứ ba, đó là nhu cầu giống như chị vừa nói, đó là nhu cầu được yêu thương, được kết nối. Ngày hôm nay tôi đến đây là để được các chị, được kết nối với các chị, một tập khách hàng hoàn toàn lạ với tôi. Tôi chưa từng làm việc riêng với phụ nữ bao giờ cả. Nhưng hôm nay được làm việc riêng phụ nữ, một cái thú vị rất nhiều. Cho nên hôm nay cái cô mà cô ấy nói với chuyện với tôi ấy, cô ấy nói về sự sống chắc tôi không cần nữa rồi. Nói về tiền, tôi chắc chắn chương trình này không bao giờ trả đủ tiền cho một chương trình diễn thuyết của tôi, chắc chắn. Thế thì cô ấy sẽ không bao giờ đề cập đến tiền. Cô ấy nói rằng là trả tiền tôi thì chắc chắn là nếu nói về tiền tôi sẽ không bao giờ đến chương trình này. Cho nên cô ấy nói đến đây là toàn phụ nữ và được kết nối với những cái người tài giỏi. Là hôm đó có cô ấy nói đến chị Loan. Chị Loan là tôi rất là ngưỡng mộ những người cái giỏi như vậy. Tôi mong muốn được kết nối với họ. Cho nên ở cái điều số 3 đến đây. Ngày hôm nay lúc ấy cô MC, cô Lan có hỏi tôi là tôi đến đây làm gì? Tại sao tôi lại đến đây? Thì đây chính là cái nhu cầu số 3 này. Và cái người mà đưa tôi đến cái chương trình này, cô ấy hiểu, rất là hiểu về insight của tôi, cho nên cô đã làm điều này. Cái thứ tư là danh vọng. Nhu cầu danh vọng. Nhu cầu được người khác khen ngợi, danh vọng. Người khác khen ngợi mình, người khác ca ngợi mình, người khác tôn trọng mình. Thì đây là cái nhu cầu thứ tư. Lúc ấy có một số người nói rằng là đeo mặc cái này vào thì đẹp hơn. Tự tin hơn, đó là được sống tốt hơn. Nhưng mà tại sao cần phải tự tin? Được những người khác yêu mến mình nhiều hơn, được người khác tôn trọng nhiều hơn, được kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đấy là bốn cái nhu cầu mà những người xung quanh mình khi họ mua một cái sản phẩm thì họ đều vì cái đó. Thế nhu cầu về danh vọng là một cái nhu cầu cực kỳ đặc biệt các chị. Và nếu chúng ta làm được cái điều này thì tại sao họ lại dùng những cái điện thoại đắt tiền? Tôi muốn chia sẻ một bí mật. Những người dùng điện thoại đắt tiền họ có xu hướng để điện thoại trên bàn. Còn những người dùng điện thoại cùi không có khả năng quay phim ý, họ thường để điện thoại đâu ạ? Trong túi quần. Thì những người dùng điện thoại đã được dùng điện thoại là vì người ta có cái nhu cầu danh vọng nhiều hơn là tính năng sử dụng cái điện thoại. Người ta dùng điện thoại như một vật trang trí. Cho nên có rất nhiều người trong chúng ta ở đây hiện nay đang dùng điện thoại như một trang trí. Như vậy thì có rất là nhiều khi chúng ta bán hàng được đỉnh cao nhất. Đấy là chúng ta bán vì cái này này. Chúng ta bán vì cái này. Bán bởi vì người ta tự hào. Một số cảm xúc về danh vọng này. Người ta tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, người ta cảm thấy sung sướng khi dùng Leonale. Nếu các chị làm được điều này thì các chị bán hàng cực kỳ dễ. Tiếp theo, hai nhu cầu khác mà khiến cho cái này thì là hai nhu cầu này thì dành cho chị Loan. Nếu chị Loan đưa được cái này vào là cho bán hàng thì rất tuyệt. Và chúng ta có thể thấy là trên thế giới người ta làm cái số bạn số 5 này. Cái số 5 này là được phát triển. Cái nhu cầu được phát triển, được đi lên, được thăng tiến, được trở thành con người hoàn thiện, được phát triển, được đi lên, được thăng tiến, được hoàn thiện mình. Thì cái này sẽ giữ cho chị có nhiều đại lý hơn. Các chị ở đây muốn tổ chức một đội nhóm và giúp họ phát triển. Thì nhớ rằng là tiền bạc, mọi người không chỉ làm việc vì tiền mà mọi người làm việc vì sự thăng tiến và phát triển nữa. Cho nên chúng ta sẽ có cái này. Tiếp theo với nhu cầu số 6, khó hơn rất nhiều. Và nếu như công ty làm được điều này, cái nhu cầu thứ 6, người ta làm một điều gì đó bởi vì người ta mong cái cuối cùng, đỉnh cao nhất cuối cùng, đem lại hạnh phúc cuối cùng của con người, đó là nhu cầu được cống hiến. Như vậy có rất là nhiều cái điều nhỏ mà mình có thể đưa vào. Mỗi một sản phẩm được bán ra thì một đồng được làm cho quỹ từ thiện gì đó. Ví dụ như vậy, chúng ta đã nghe quen không ạ? Thì đó chính là họ bán hàng bằng sự cống hiến này. Thì 6 cái nhu cầu này chúng ta sẽ phải nhớ. Và khi bán hàng, tôi mong các chị làm một điều sau đây. Tuyệt đối không bao giờ nói về sản phẩm của chúng ta cho đến khi chúng ta biết được cái điều này của khách hàng. Một số người nói với tôi rằng là tại sao không dùng luôn sơ đồ của Maslow. Không phải, cái sơ đồ của Maslow tôi không đồng ý. Lý do là mỗi một người họ sẽ có thành, có đủ cả 6 cái này. Nhưng mỗi một người họ lại có cái thành phần này khác nhau. Ví dụ như có một người họ lại thích cái này nhiều và cái này. Cái này và cái này nhiều hơn chẳng hạn. Thì họ sẽ sinh ra một con người khác. Có người thì vì cái này và vì cái này.
thì họ lại sinh ra một con người khác. Cho nên bạn hãy chú ý rằng là 6 thành phần này đều tồn tại trong khách hàng của chúng ta, nhưng mỗi một người vào một thời điểm thì sẽ tìm ra 2 cái lớn nhất trong 6 cái này. Ghi con điều này xuống các chị. Nhớ là phải tìm được 2 cái. Trước khi nói về Leonale của chúng ta thì phải tìm ra được khách hàng của chúng ta cần 2 cái gì nhất. 2 cái gì nhất. Một số người sẽ cần danh vọng, một số người sẽ cần kết nối, một số người nói về tiền, một số người nói về sống, nói về yêu thương chẳng hạn. Ta nói rằng là như chị nói vừa nói là chồng yêu mình hơn, chồng yêu mình hơn. Nhưng có một số người thì mong muốn được kết nối, những câu lạc bộ của những người phụ nữ quý bà dùng sản phẩm Leonale. Chúng ta có cái câu lạc bộ đó chưa? Câu lạc bộ khách hàng ấy. Như vậy thì Leonale có thể tổ chức ra một cái mô hình là câu lạc bộ những quý bà chỉ dành riêng cho những người tiêu dùng những cái sản phẩm từ 10 triệu trở lên thôi. Chỉ 10 triệu trở lên, như vậy chúng ta sẽ có những cái sản phẩm cao cấp. Thì chúng ta sẽ nói về chiến lược phát triển công ty sau. Như vậy đây là 6 cái nhu cầu khi chúng ta định danh. Vậy chúng ta làm gì ở đây? 6 cái nhu cầu này chúng ta sẽ phân loại, mỗi một cái video khác nhau sẽ nói đến một cái loại nhu cầu khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái video, mỗi trong đó giải quyết từng cái nhóm nhu cầu một. Chúng ta sẽ làm như sau. Tôi nói ví dụ như chúng ta chọn một cái đề tài là danh vọng. Thì cái đẹp nó là một trong những cái đẹp nó nằm đây này. Đẹp để cho người khác ca ngợi mình. Các cô mà đi thi hoa hậu là vì danh vọng. Các cô mà đi thi tuyển chồng, đẹp để tuyển chồng, nằm ở yêu thương này. Đấy thì ví dụ như ta nói về cái danh vọng, chúng ta sẽ làm 3 cái video, 3 cái post khác nhau. Video thứ 1 ta nói về ví dụ như là đúng không, là tắm trắng này. Tắm trắng. Ta xác định tắm trắng trước. Tắm trắng. Thì ta sẽ có 3 cái bài viết hoặc video, post 1, bài viết số 1. Chúng ta nói về lý do tại sao phải trắng. Why? Tại sao phải trắng? Tại sao chúng ta phải trắng? Tại sao chúng ta phải trắng? Rồi, tại sao phải trắng chính là đi giải quyết cho tôi 6 cái này. Trắng thì mày sống lâu hơn, trắng thì mày nhiều tiền hơn, trắng thì mày chồng mày yêu mày hơn, trắng thì được mọi người tôn trọng hơn. Giải quyết được như vậy, đấy chính là lý do tại sao chúng ta phải trắng. Và cái bài viết đừng có đưa tên của Leonale vào đây, tuyệt đối không. Bởi vì khi chúng ta đưa Leonale vào, chúng ta mất đi những người đang tiêu dùng trung thành với những nhãn hiệu khác. Cái sự trung thành của nhãn hiệu, một số người trung thành với Leonale họ sẽ lên họ ca ngợi. Nhưng đấy đâu phải đối tượng khách hàng của ta. Họ đã là khách hàng rồi thì không cần quảng cáo họ cũng mua. Cho nên ở đây là tuyệt đối không đưa nhãn hàng của ta vào. Đưa nhãn hàng ta vào, chúng ta mất đi những người đang dùng nhãn hàng khác. Như vậy chúng ta chỉ nói về tắm trắng. Tại sao phải trắng? Và đưa tôi 4 hoặc 6 cái nhu cầu vào đây là tại sao phải trắng. Trắng thì yêu hơn, trắng thì tuyệt vời hơn. Tiếp theo, cái post thứ 2 chúng ta nói là làm thế nào để trắng không được đưa sản phẩm vào đây. Đây chính là câu hỏi của MC lúc nãy dành cho bác sĩ. Làm thế nào để trắng? Chỗ này ta có thể đưa da vào đây rồi, 3 cái loại da vào đây được rồi. Giống như bác sĩ làm nói lúc đấy là 3 cái loại da vào đây, bác sĩ Trang. Là có 3 loại da, mỗi một loại da nó sẽ giải quyết những vấn đề khác nhau như vậy. Ở trong này bạn có thể bắt đầu đưa cái người được tắm trắng vào đây. Nếu mà truyền hình trực tiếp cách đang làm trắng thì tôi sẽ là khách hàng đầu tiên. Có bao nhiêu các chị đây đã truyền hình trực tiếp khách mình đang làm trắng rồi? Có ai làm không? Trắng toàn thân ý. Có không? Hả? Bây giờ sẽ làm livestream. Ai tối nay đồng ý là sẽ làm trở thành người mẫu để làm livestream trắng toàn thân? Ai đồng ý không? Lượng view có nhiều không? Có, mình chỉ cần che đi những chỗ cần che, cho hiện những chỗ cần hiện là được mà. Như vậy sao? Có đúng không? Mình cho trắng toàn thân nhưng mà mình có thể cho trắng thông qua cái màn, không có vấn đề gì cả. Ta đưa vào đây là trường hợp điển hình. Trường hợp điển hình, phân tích một vài trường hợp. Chị A, anh B, anh C, ai đó chúng ta đưa vào đây. Đó là những trường hợp điển hình. Như vậy ta chạy quảng cáo ấy, là trong cái thông điệp quảng cáo là ta nói về trắng đối tượng rồi. Nhưng quảng cáo 1, ta có 3 cái quảng cáo khác nhau. Quảng cáo 1 tôi cho chạy vào đây. Những người xem post 1 sẽ được đọc quảng cáo. Chỉ có những người
xem cái post này mới được đọc quảng cáo thôi. Không đọc, không xem quảng cáo ở đây thì dứt khoát không cho xem video này. Trường hợp thứ 3, sau khi chúng ta đã xong rồi, trường hợp thứ 3, post 3. Bài viết thứ 3 đấy, video thứ 3 thì lúc này mới nói nó là cái gì. Cái gì mà làm được trắng? Cái gì làm được trắng? Lúc này ta mới đưa sản phẩm vào đây. Cũng đừng bán. Lúc này ta vẫn nói là chúng tôi có sản phẩm SP1, SP2, SP500 cái gì đó để bán. Thì lúc này ta mới đưa cái sản phẩm Post 3 vào đây là sản phẩm được bán. Như vậy chúng ta thấy rằng là Post 1 nói lý do tại sao phải trắng, Post 2 làm thế nào để trắng, Post 3 cái gì để trắng. Lúc này Leonale xuất hiện. Và tất cả những người nào xem cái Post 2 này mới chạy quảng cáo, như vậy tiền tiết kiệm rất là nhiều, chúng ta mới có tỷ lệ chuyển đổi cao được. Những người xem cái Post 2 làm thế nào để trắng, quan tâm, ta mới cho họ xem cái Post 3. Và lúc này những người mà xem cái Post 3, ta mới đến cái trang bán hàng của ta. Có thể là Post 4 bán hàng. Post 4 là bán. Hoặc điện thoại hoặc gì đó. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là cái Post 4 là Post bán hàng. Như vậy cái này sẽ làm tăng tỷ lệ chuyển đổi. Ta chạy trực tiếp từ quảng cáo mà vào Post 4 luôn. Tỷ lệ chuyển đổi 20% là rất tuyệt. Nhưng nếu chạy theo từng bước như thế này, nó sẽ cái khách hàng của chúng ta nó sẽ được lọc giống như qua cái tầng lọc vậy. Nó qua cái tầng lọc, nó làm cho chị em mình nhàn đi. Vẫn bán được hàng nhưng có thời gian chăm được chồng dễ hơn. Bởi vì mình không chăm chồng mình là thằng khác chăm mất. Không sao. Post 1 ở đây ví dụ có 100 người. Xuống đến đây nó còn có 50 người. Xuống đây nó còn có 20 người. Xuống đến đây còn 16 người. Ta nhàn đi, ta chỉ cần tiếp xúc với 20 người để bán hàng thôi. Thì đây chính là cái quy trình bán hàng trên Internet mà tôi đã tối ưu rất nhiều lần để ra được cái mô hình này. Như vậy chúng ta thấy rằng là nhờ có cái điều này mà việc bán hàng đã trở nên thuận tiện hơn. Còn cái người mà tự vào page của chúng ta xem kệ họ thôi. Còn chúng ta quảng cáo theo 4 cấp độ này. Chúng ta dùng email để nhắc những người đã xem theo thứ tự 1 thì nhắc họ xem thứ 2. Chúng ta dùng Google để xem họ đang ở đâu thì chúng ta chạy target, chúng ta bám đuổi họ. Như vậy với 4 cái cách này thì chúng ta sẽ làm. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các chị một trong những cái học trò của tôi. Cô ấy đã ứng dụng cái mô hình này nhưng mà một cái mô hình khác rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái mô hình đơn giản. Đây là cách chúng ta quảng cáo nhé. Sau khi có đến đây rồi thì chúng ta làm gì với họ đây? Đây là tiếp theo, đây là gọi là marketing. Còn bây giờ tôi sẽ cho các chị xem toàn bộ hệ thống được vận hành như thế nào. Ta quay trở lại ở đây với phần marketing phía trên này. Toàn bộ cái sơ đồ vừa rồi là gọi là phần marketing. Sau khi có được phần marketing rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai là phần bán. Ta vừa nhìn thấy rồi, đó là phần bán. Sau khi bán xong thì phải xử lý đơn. Nhưng mà một ngày chúng ta có xử lý 500 đơn được không? Có ai đây một mình tự xử lý được 50 đơn không? Đóng gói giao hàng. Thông thường các bạn đang giao khoảng bao nhiêu đơn? 10 đơn một ngày, ok. Sau đó thì chúng ta ra đơn. Sau khi chúng ta ra đơn thì chúng ta làm gì ạ? Ra đơn rồi thì làm gì? Chuyển đơn đi đúng không? Chuyển hàng và gì? Các bạn bán hàng trực tiếp à? Khách đến nhà lấy hàng hay chúng ta làm gì? Hả? Chúng ta giao qua đâu? Giao hàng qua đâu? Bưu điện à? Ok, chuyển hàng qua bưu điện. Ai thu tiền? Bưu điện thu rồi, cái này là chuyển hàng và thu tiền, COD đây. Sau đó thì họ chuyển tiền lại cho mình đúng không? Sơ đồ này đúng chưa? Đúng các anh chị đang làm thế này không? Quảng cáo này, xong bán này, xong ra đơn này, xong chuyển hàng, xong thu tiền. Và tiền chuyển về túi mình đúng không nhỉ? Và bao nhiêu trong số các chị đây đã từng có bầu, có con ít nhất một lần trong đời rồi giơ tay. Rồi quay có cái. Vâng, hay quá. Và khi mình có con thì điều gì diễn ra? Khi mình có con thì mình có làm được nữa không? Có làm không? Thế lúc mình sinh con mình có làm được nữa không? Mình có giao đơn được nữa không? Tôi sẽ chia sẻ với các chị một cái học trò của tôi. Cô ấy đã ứng dụng hoàn toàn từ Internet. Không có bất kỳ ai cả. Và một tháng cô ấy bán được khoảng 2 tỷ đồng. Bây giờ thì nhiều hơn. Và cái tháng Tết thì cô ấy tạo ra doanh số khoảng 5 tỷ đồng. Có muốn học cái cách của cô ấy không ạ? Rồi, một cô gái. Cô ấy sử dụng một cái hệ thống về marketing giống như thế này. Cái hệ thống marketing giống như thế này. Đây là phần marketing. Phần này để giảm cái chi phí và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn. Hiện nay đơn của tôi là 10 triệu. Thì
tỷ lệ chuyển đổi của đơn này là 80% nhé. Và cô ấy thì có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, sấp xỉ 100% chuyển đổi đơn, sấp xỉ 100% chuyển đổi đơn. Và cô ấy sẽ, anh chị thấy rằng là đây là phần marketing. Sau khi đến phần marketing xong thì phải chốt lại đơn. Sau khi chốt đơn xong thì ra đơn. Sau khi xong ra đơn thì chuyển hàng. Và các chị thấy rằng là nhà của chúng ta đôi khi quá chật để cho cô ấy chuyển hàng, cho nên cô ấy có đơn vị là kho vận luôn. Và sau khi chuyển hàng và thu tiền thì cô ấy sẽ mang về Việt Nam. Và các chị nhớ là ghi xuống toàn bộ những cái tên, ghi xuống toàn bộ những cái tên mà cô ấy sử dụng. Tôi sẽ viết lại những cái tên theo sơ đồ này. Ví dụ này, cô ấy dùng Facebook Marketing thì cô ấy dùng của cái đơn vị có tên gọi là tôi có liên lạc với bên này rồi đấy, nhưng mà tôi cũng chưa dùng. Nhưng mà cô này cô dùng có tên gọi là Clever Ad. Clever Ad, cái tên này, bên này là anh giám đốc, cái tên gọi là anh Trình và Clever Ad. Đấy là anh thuê cái đơn vị này. Thì đơn vị này họ làm quảng cáo. Và chú ý nhé, là cái phần content quảng cáo là mình phải làm. Đơn vị quảng cáo họ không có thể làm hay bằng mình được, chỉ mình biết toàn trắng là gì thôi. Làm bằng như vậy. Họ dùng một đơn vị của quảng cáo nữa là Sell Ngon, là dùng Google. Mình chỉ cần liên hệ với họ, mình đặt hàng họ đã xong. Bên này thì cô ấy thuê sinh viên làm. Cái chỗ này sau khi mà cô ấy ra được cái danh sách khách hàng thì cô ấy dùng sinh viên để tổng hợp lại. Nhưng mà cô ấy dùng cách là comment. Thì tôi cho rằng là cái cách comment cũng có hiệu quả. Nhưng mà ở đây tôi tách thành hẳn 4 bước như này thì cái hiệu quả quảng cáo nó rất là cao. Để ta thay đổi từng tí chút một. Tiếp theo là cô ấy dùng, sau khi mà cô ấy xong được Sell Ngon rồi thì cô ấy dùng một đơn vị xác nhận lại đơn hàng. Cô ấy gọi là đơn vị có tên gọi là, chị Google trên mạng có rất nhiều, gọi là Call Center. Có rất nhiều đơn vị ở trên mạng đang thực hiện cái dịch vụ này, gọi điện lại cho khách hàng xác nhận lại đơn, thì Call Center. Sau khi có Call Center rồi, họ đi sẽ dùng một cái đơn vị gọi là ra đơn, là đơn vị fulfillment có tên gọi là BoxMe. Đơn vị này cũng của Việt Nam luôn. Chắc các anh chị mà làm bán hàng kiểu gì cũng nhìn thấy cái đơn vị này rồi. BoxMe là của Viettel. Hàng nằm ở BoxMe, không nằm ở nhà mình. Mình nhập từ bên công ty thì nhập thẳng với BoxMe. BoxMe sẽ giao hàng bằng thằng tên gọi là thằng giao hàng nhanh. Nó gọi là giao nhanh. Và bên giao nhanh này sẽ thực hiện việc thu tiền luôn cho chúng ta. Giao nhanh. Thì đây là những đơn vị ở Việt Nam đã làm và thành công rồi. Thì đây là cái cách mà chúng ta làm. Và khi mà chúng ta chạy được toàn bộ những cái đơn vị này thì không có bất kỳ một việc gì ta phải làm đấy hết. Cái việc ta làm duy nhất là viết cái content cho quảng cáo này thôi. Ta làm những cái đoạn video để chúng ta xem cái video nào là tốt. Chúng ta viết những cái bài viết để xem bài viết nào là tốt. Thì trong khi chờ video thì tôi xin chia sẻ với anh chị một vài cái công cụ mà tôi sử dụng để làm livestream. Cái cách làm livestream của tôi, các anh chị có thể vào page của tôi sẽ xem thấy là nó giống như là truyền hình trực tiếp. Thì có một cái cách để thu hút, có một cách để thu hút cực mạnh nha. Thu hút đám đông đến với chúng ta cực mạnh, đó là làm livestream. Hiện nay thì có một số người là làm livestream để bán hàng, thì tôi cũng đồng ý là làm livestream bán hàng là tốt. Nhưng mà làm livestream để bán hàng thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả là không cao. Bởi vì chúng ta cũng nào ta buổi tối ta phải ngồi ta làm bán hàng, xong ta giao hàng thì nó vất vả của ta quá. Nếu lúc mà sinh con là không làm được thì tôi các anh chị làm live cho tôi. Cái công cụ mà tôi dùng livestream ấy có tên gọi là như thế này. Anh chị ghi đi. Tôi sẽ viết to lên tí. Be live. Rồi, ta nghe có hình rồi. Tâm lý cô gái 2 tỷ, 3 tỷ mà không có nhân viên thì ai quan tâm đến công việc kinh doanh của cô làm thế nào ạ? Có ai quan tâm đến cái cách làm cô làm kinh doanh ạ? Tôi vừa nhìn thấy cô ở đây này. Rồi xin mời micro cho Hà My à. Nào sẽ chia sẻ cái cách mà làm mà em áp dụng những cái chiến lược như thế nào để cho mọi người có thể mang về và dùng được cho doanh nghiệp của họ. Dùng được cái nào thì dùng. Cái thời điểm mà cái cuộc sống của tôi nó đột phá đấy là khi tôi bất ngờ tôi nhận được một cái tin là tôi mang bầu bé thứ hai. Và khi mà tôi mang bầu bé thứ hai thì tôi phải ra một cái quyết định. Đấy là tôi phải dẹp hoàn toàn cái doanh nghiệp của mình đi. Và nâng doanh số thì vẫn tiếp tục đi lên. Nhưng mà không có một cửa hàng nào cả, không một doanh nghiệp nào cả. Để sau khi mà tôi sinh con xong thì tôi có thể toàn tâm, toàn ý ở nhà và chăm con mình. Và tôi đóng cửa toàn bộ cửa hàng của tôi, nghỉ toàn bộ nhân viên và mọi thứ tôi đều thuê ngoài.
từ khâu quảng cáo, khâu giao hàng, chốt sale, chăm sóc khách hàng, chăm sóc sau bán, mọi thứ tôi đều thuê ngoài. Và đến bây giờ thì nửa đầu năm 2016 thì doanh số của tôi nó dao động khoảng 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8. Và đến nửa sau của năm 2016 thì doanh số là khoảng 2 tỷ 7. Và tháng 12 năm 2016 thì doanh số là 3 tỷ 2. Còn cái tháng Tết ạ, tháng Tết thì tôi chưa khoe với thầy. Vì tháng Tết thì nó là 5 tỷ rưỡi. Nhưng mà tháng Tết thì tôi không tính, nên tôi vẫn chỉ tính là doanh số là 3 tỷ 2 thôi ạ. Thì với cái doanh số 3 tỷ 2 như thế thì một ngày tôi dao động được khoảng 200 cho đến 400 đơn hàng một ngày. Và toàn bộ nó được đều được tự động hóa, toàn bộ là thuê ngoài hết ạ. 100% thuê ngoài. Và hàng ngày tôi đã thỏa mãn được cái ước mơ của tôi. Đó là con gái tôi thì đã được 5 tháng rồi. Và 5 tháng vừa qua thì tôi ở nhà từ sáng đến tối. Doanh nghiệp của tôi nó vẫn tự động chạy hoàn toàn. Còn tôi có thể được ở nhà chăm sóc con tôi, toàn tâm toàn ý với con tôi. Thì đấy là một điều rất là hạnh phúc đối với tôi. Sản phẩm của tôi bán là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng dùng trong bếp. Giá đơn hàng là từ 500 cho đến 800 nghìn một đơn hàng. Tôi bán hàng hoàn toàn là trên kênh online, cụ thể là trên kênh Facebook và kênh Google. Công ty quảng cáo Facebook thì tôi thuê công ty quảng cáo là CleverAd. Công ty Google thì tôi thuê công ty là công ty SEO Ngon. Sau khi mà những công ty chạy quảng cáo là họ có nhiệm vụ là tăng traffic về. Ở Google là tăng traffic về trang web. Còn ở trên Facebook thì họ sẽ có nhiệm vụ là tăng like, tăng share và tăng comment. Và sau khi mà cái kênh mà mang về nhiều doanh thu nhất ấy, 80% là kênh Facebook ạ. Thì sau khi mà các khách hàng mà thông thường tại Việt Nam bây giờ thì mọi người cũng thấy là họ đặt để lại số điện thoại ở trên comment đúng không ạ? Bán hàng bằng qua comment số điện thoại ạ. Thì tôi có một đội freelancer. Đội freelancer này thì đã làm việc với tôi khoảng 4 đến 5 năm rồi. Và họ ở Sài Gòn. Và tôi thì cũng chưa gặp bao giờ cả. Tôi chỉ làm việc chung nhưng chưa bao giờ làm việc cùng. Và chưa bao giờ gặp cả. Thì họ có nhiệm vụ là chuyên lấy số từ trên Facebook, từ các cái fanpage Facebook ạ. Để mang về cho vào một cái file Excel. File Excel này thì được gửi cho hai bên. Một bên là call center. Mọi người có thể lên Google và search là call center ạ. Và những cái công ty call center là những cái công ty chuyên phụ trách là chuyển tất cả những cái số điện thoại đó thành đơn hàng. Sau khi mà đơn được chuyển thành đơn hàng, các bạn ấy đã chốt sale xong và có đơn hàng rồi. Thì các bạn ấy lên trên hệ thống là hệ thống BoxMe. Hệ thống Fulfillment BoxMe của Việt Nam. BoxMe là một hệ thống kho vận mà chúng ta có thể để kho hàng, để hàng của chúng ta tại đó. Kho hàng của tôi hiện tại là có ở Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Sau khi mà call center chốt đơn hàng xong thì đăng đơn hàng ở trên hệ thống của BoxMe. Nhân viên của BoxMe sẽ lấy hàng từ trong kho, dán tên cho vào hộp, dán tên khách hàng và chuyển sang hệ thống của ship chung. Ship chung giao hàng cho khách, thu tiền và chuyển tiền về qua hệ thống ngân lượng. Và việc của tôi đó là rút tiền từ ngân lượng về tài khoản ngân hàng. Thì đấy là toàn bộ hệ thống của tôi ạ. Cảm ơn các anh chị. Và như vậy các anh chị thấy rằng là đây là một cái hệ thống. Và ngày hôm nay là chúng ta nói về cái đề tài Internet Marketing. Cho nên tôi hôm nay tôi đã nói với các anh chị về chuyên sâu về ba cái video ở đây. Ba cái video ở đây, sau đó mới đến cái video cuối cùng ở đây là video bán hàng, hoặc là post, hoặc là bài viết, hoặc là video tùy các anh chị. Nhưng mà sau cái video 1, nhớ lại giúp tôi, video 1 nói về nhu cầu của họ, lý do tại sao họ cần sử dụng sản phẩm của chúng ta. Video số 2 nói xem biết cách nào để dùng sản phẩm của chúng ta. Khi chúng ta quay cái video số 2 hoặc viết về cái video số 2 hoặc bài viết số 2, chú ý không đưa nhãn hàng của chúng ta vào. Ở 1 và 2 không có nhãn hàng. Lý do chúng ta cần phải biến cả khách hàng của đối thủ vào tay của chúng ta nữa. Cho nên không bao giờ gây ra sự nhàm chán về thương hiệu. Ở trong video thứ 3 chúng ta mới nói với bật mí một phần về thương hiệu của chúng ta. Và trong video cuối cùng, trong cái post số 4 này là video 4 bán hàng ra đơn. Thì chúng ta mới nói ở đây có cách, rất nhiều cách ra đơn. Có thể đặt hàng, có thể gọi điện thoại hoặc bất kỳ điều gì. Thì như vậy call center, bởi vì chúng ta thuê ngoài cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ như của tôi hiện tại 80% thành công ở nằm ở đây. Gần như cái người bán hàng họ chỉ còn gọi lại một việc duy nhất, đó là gọi điện thoại và đơn hàng được chuyển cho. Sau khi đơn hàng xong, chúng ta chuyển cho đơn này, đơn vị này là hình như liên kết với cả Viettel. Cho nên họ có kho hàng 64 tỉnh thành. Và nếu như chúng ta có kho hàng 64 tỉnh thành, gần như bạn giao hàng được ngay mà không cần phải phụ thuộc. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta không có một cái giới hạn địa lý nào khi chúng ta làm việc với công ty của chúng ta là Leonale. Không có bất kỳ một cái giới hạn nào về địa lý cả. Cho nên với cái hệ thống này bạn hoàn toàn có thể bán ngược trở lại Bình Dương.
hàng không cần ra Bình Dương nhưng bạn là người mà làm marketing ở Bình Dương thì bạn vẫn có thể bán trở lại Bình Dương được. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta phát triển cái hệ thống này. Và ngay cả khi bạn đang ngồi trong nước này, nếu như có kho hàng ở nước ngoài, bạn vẫn có thể bán sang các quốc gia khác mà không phụ thuộc vào Việt Nam. Thì đây là cái hệ thống mà làm. Thì ở đây các bạn có nhớ rằng là Facebook cô ấy nói là 80% đến từ cái việc này. Và bây giờ nhờ có hệ thống này chuyển đổi nữa thì bạn sẽ có chuyển đổi cao hơn. Và gần như bạn không cần phải làm gì nếu bạn có thể làm một việc. Và việc đó là việc duy nhất là viết những cái bài viết quảng cáo. Bây giờ chúng ta sẽ xem làm thế nào để thu hút đám đông đến với cái chương trình của chúng ta. Có một vài điều bình thường chúng ta làm. Tất cả cái podcast này đều theo cấu trúc là chúng ta nói là tại sao chứ đừng nói nó là cái gì. Livestream là một công cụ vô cùng tuyệt vời. Nhưng chú ý không dùng livestream để bán hàng, dùng livestream và chúng ta sẽ chạy quảng cáo cho những người xem livestream của chúng ta. Ví dụ như tôi làm cái livestream, tôi chỉ quảng cáo cho những người xem livestream thôi, không quảng cáo cho những người đại trà. Một livestream của tôi một buổi chạy như vậy, một buổi tối như vậy khoảng 50.000 người view. Thì ngày mai tôi sẽ chạy quảng cáo cho những người xem livestream. Đó là cái điều đầu tiên. Cho nên công kích cái website mà các bạn có thể ghi chép là bilive.tv. Đây là một cái nếu mà có thể cho xem một cái. Nhưng mà bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi nó hiển thị lên ấy thì nó giống hệt như là cái TV. Ví dụ như bạn mời tôi nói trong cái kênh của bạn rất là dễ. Bilive.tv nó có 3 cái tính năng khác nhau. Tính năng đầu tiên mà tôi rất thích dùng đó là tính năng hỏi đáp. Tôi đề nghị các bạn sẽ làm cái chương trình này. Đó là hỏi đáp. Hỏi đáp về tắm trắng, hỏi đáp về trị mụn, những bí mật về tắm trắng, những bí mật về dưỡng da, những bí mật về chống lão hóa. Các bạn sẽ làm hỏi đáp. Nó hay là thế này. Mỗi khi có hỏi một cái thì có cái câu hỏi nó sẽ hiển thị lên màn hình. Bấm lên cho mọi người có câu hỏi xong lúc nào người ta ngồi chờ để tên của họ được hiển thị trên màn hình của mình. Cho nên là họ rất là yêu thích. Cái cách thứ hai mà tôi thích làm nữa là mời chuyên gia. Giống như ngày hôm nay các bạn mời tôi, mời chuyên gia. Thì chúng ta chỉ cần nhắc giờ, mời chuyên gia online. Chuyên gia chỉ cần dùng các thiết bị thông minh của họ như điện thoại, như iPad là họ có thể vào. Nhưng mà bạn khi dùng bạn Bilive thì bạn bắt buộc phải dùng máy tính, mua thêm cái webcam. Bạn sẽ làm hỏi đáp với khách hàng hoặc là mời chuyên gia nói chuyện. Và tôi cũng có thể trở thành là, các bạn có thể mời tôi để tôi chia sẻ giống ngày hôm nay. Tôi ngồi ở nhà, tôi chỉ cần mặc cái áo, không cần mặc gì cả, vẫn có thể làm được với các bạn. Thò cái đầu lên là được rồi. Tôi vẫn làm như vậy. Hỏi đáp và mời chuyên gia là hai cách để thu hút được đám đông. Chú ý điều quan trọng này. Khi mà hỏi đáp ấy thì người ta giữ người ta ở lại lâu hơn trong live stream của chúng ta. Giữ được người. Còn mời chuyên gia thì bạn sẽ thu hút được fan của các chuyên gia sang với chúng ta. Mời chuyên gia. Ví dụ như hôm nay bạn có thể mời cái cô nào đó là khách hàng của bạn rất là nổi tiếng của bạn. Mời họ vào cái kênh của chúng ta. Đó là cách chúng ta làm. Chúng ta có thể mời các hỏi đáp về da khô, về da dầu, về da bình thường, về da hỗn hợp, về mụn trứng cá, vân vân. Thì có một cái vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Những cái điều tôi nói là một số người thấy nó mới, một số người thấy nó lạ. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy ở đây nó có cái gì đó nó vẫn chưa làm được thì giơ tay lên nào. Khó giơ tay lên tôi chỉ cho kêu. Ai thấy khó nào? Vâng, cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thể đăng ký vào cái trang web của tôi. Nó trông nó như thế này. Rất đơn giản, tôi là Long. Tôi sống ở Việt Nam. Cho nên domain của tôi là long.vn. Tí nữa anh chị vào đây nhưng không phải như này. Và tôi có một cái quy trình bán hàng. Tôi, các anh chị sẽ xem lại toàn bộ những cái video ví dụ của tôi ngày hôm nay. Là tôi bán hàng như thế nào. Thì Sales Success System là xây dựng một hệ thống bán hàng thành công. Thì đây là cái website. Tất nhiên nó phải gồm có http://sss.long.vn. Thì đấy là cái chương trình của tôi. Và nếu các chị mà hôm nay muốn, ai muốn học nhiều hơn nữa với tôi, học nhiều hơn nữa để làm được nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn các chị. Thì các chị nhớ rằng là ngày 15, nhớ cái website này nhá, tí nữa vào. Tất cả những gì các chị muốn có ngày hôm nay, kể cả video của Hà My sẽ có đấy. 15 đến 17 tháng 9, thì tôi có một cái chương trình huấn luyện. Nhưng mà hôm nay thì cũng xin phép là cũng full rồi cho nên không thể đủ hết được cả chị được. 15 đến 17 tháng 9 thì tôi có cái chương trình huấn luyện về bán hàng. Nhưng mà là chủ yếu không phải là cách bán hàng mà dạy về cách xây dựng một cái hệ thống bán hàng cho mình cùng với mình để bán hàng thành công hơn. Thì cái chương trình này diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15 đến 17 tháng 9. Thì nếu các anh chị mà quan tâm đến cái chương trình này, cái chương trình này thì vé của tôi đắt tiền đó, vé chương trình của tôi thì đều là trên 10 triệu quả. Cái chương trình này đang bán trên mạng là 19.868.000 một người. Nhưng mà tôi rất là yêu quý chị em Leona Lê ở đây. Bao nhiêu trong số chị đây sau phần trình bày của tôi bây giờ cũng yêu quý Phạm Thành Long, có thể giơ tay không? Được chưa? Tôi đã làm xong, đã đốn được trái tim của 500 cô gái, 300 cô gái ở đây rồi. Cho nên là tôi cũng sẽ có một cái ưu đãi đặc biệt dành cho các chị ở đây.
chúng ta chỉ cần là 6.868.000. Và khi các anh chị học ở đây chương trình của tôi thì có một cái điều thú vị nhất, đấy là đừng học cách bán hàng mà hãy học cả cách xây dựng networking với những người xung quanh trong cái hội trường đó nữa. Chúng ta sẽ có một cái hội trường lớn như hội trường này, ở đấy các anh chị có thể hoàn toàn có thể tuyển thêm những người mới, hướng dẫn cho họ bán cái sản phẩm của chúng ta, và chúng ta cũng có thể là tìm thêm được những cái đại lý trên dưới. Thì chương trình là diễn ra ngày này, mà sau đây thì tôi sẽ kết thúc cái phần trình này này, trả lại sân khấu cho ban tổ chức. Và nếu các chị mà quan tâm đến chương trình huấn luyện này thì có thể xuống gặp cô trợ lý của tôi ở đâu đó ở dưới kia, thì cô ấy sẽ giúp các anh chị ghi tên và sau đó thì chúng ta sẽ chăm sóc nhau. Toàn bộ những video về chương trình này cũng như những cái video huấn luyện khác của tôi có thể download từ chương trình là website là sss.long.vn. Tôi sẽ chia sẻ thêm một vài cái tip mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị được nhận được hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của Phạm Thành Long. Cảm ơn rất nhiều.